Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì bác sĩ Văn sẽ thực hiện một cái ca cắt góc hàm. Tại vì một cách này thì cái góc hàm nó tương đối là nó bị đè ra nha các bạn. Thì ở đây là thì sau khi cắt á, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái phần xương góc hàm. Tại vì cái góc hàm nó bự ra đó là nó nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái xương, thứ hai nữa là cái cơ cắn, nó thường cơ cắn thì nó to. Thứ ba nữa là cái mô mỡ nó nhiều. Thì chúng ta giải quyết một trong ba yếu tố đó thì nó sẽ giảm được một phần nào. Nếu mà giảm mà chúng ta giải quyết lần ba cái thì nó sẽ giảm rất nhiều. Thì chủ yếu là cái xương là nó sẽ bè ra rất là nhiều. Thì sau khi cắt thì bác sĩ Văn sẽ cắt được đây cái phần xương của góc hàm. Đây là cái phần xương thôi nha. Còn cái phần vuốt của cái cạnh này nữa là khác nữa nha các bạn. Thì bác sĩ Văn mới cho cắt ở cái góc thôi và sau đó bác sĩ Văn tiếp tục vuốt ở cái phần cạnh này nha. Cạnh ngang là chúng ta vuốt cho nó láng một chút xíu nữa, cắt thêm một miếng nữa thì nó sẽ ra một cái hàm tương đối là ve lai. Tại vì nếu mà hàm ve lai thì chúng ta phải can thiệp vô cái cầm nữa. Còn hiện nay cắt góc hàm thì chỉ giải quyết ở phần bành của góc hàm thôi. Vâng, xin chào các bạn.